Julia Fox diện nội y hình vào giò. Sau mốt mặc bra trong suốt và khoe thân bằng trang phục in 3D, Julia Fox gây chú ý khi lăng xê nội y hình vào giò. Essex đưa tin Julia Fox trở thành tâm điểm khi phối áo ngược hình vào giò với chân váy siêu ngắn tại buổi tiệc tối ngày 19 tháng 6 giờ địa phương. Thiết kế nội y kích cỡ nhỏ không thể che hết vòng một của diễn viên. Sự xuất hiện gây sốc của Fox diễn ra sau khi cô đảm nhận vai trò người mẫu cho bộ sưu tập mới của Suzlet 2 ở Milan, Italy. Trên sàn diễn, Fox mặc chiếc váy ngắn theo kiểu nội y, mix match cùng đôi boots cao trên gối. Được catwalk ở Milan, nơi tôi chào đời, được bao quanh bởi những người truyền cảm hứng và thúc đẩy việc xóa bỏ ranh giới trong thời trang là giấc mơ không tưởng đối với tôi. Tình cũ Kanye West bày tỏ, tên tuổi đến gần hơn với khán giả nhờ xây dựng hình ảnh theo hướng gây tranh cãi, Fox thường xuyên xuất hiện trong trang phục hở bạo, sáng tạo. Trước đó, cô gây sốc khi mặc bra trong suốt, khoe hình thể bằng trang phục in 3D. Theo Harper Bazaar, nội y hình vỏ sò như của Fox không mới nhưng được tín đồ thời trang yêu thích. Hồi năm 2019, Kylie Jenner lăng xê áo ngực vỏ sò, váy đuôi cá sẻ cao để cosplay thành cô nàng tóc đỏ Ariel trong dịp lễ Halloween. Ở thời đại làng mốt biến hóa liên tục, nhiều xu hướng cũ được làm mới để phù hợp với nhu cầu của nghệ sĩ. Trong đó, mốt diện nội y ra đường ngày càng được ưa chuộng và biến tấu theo nhiều kiểu khác nhau như áo ngực gắn pháo bông, bánh kem, hình chóp nón, găng tay. Tại các tuần lễ thời trang như New York, Milan, Paris hay London, các nhà thiết kế tiếp tục thổi bùng ngọn lửa của phong cách gợi cảm này, với nhiều người mẫu diện nội y hình thù khác lạ trên sàn catwalk.